Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 30, sau khi chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám người Phụng Chính, Mục Trần thành công liên kết huyết mạch với cửu U Tước. Thời gian qua đi, ở tại bên ngoài, trong lúc Mục Trần còn đang đắm chìm trong tu luyện, nguy cơ đã trùng trùng bao phủ anh ấy. Bên ngoài thác nước lớn, những tiếng xé gió vang lên dồn dập, người đông như kiến phóng tới, xuất hiện trên bầu trời. Bất chợt, một thanh âm vang lên nói, cuối cùng cũng tìm thấy hắn, để xem hắn chạy đi đâu. Dứt lời, linh lực hùng hồn từ đám người Phụng Chính bộc phát. Thế nhưng, ngay khi hắn định lao tới thì ở phía xa, bất chợt xuất hiện một thanh kiếm lao nhanh tới, khiến đám người kia phải vội vàng tránh né. Tuy nhiên, tốc độ của thanh kiếm kia quá nhanh và kinh khủng, chỉ trong phút chốc, nó đã chấn bay đám người kia về phía sau. Ngay lập tức, một trong số đám người kia cũng lập tức nhận ra đây chính là Lạc Ly, bởi vậy, thanh âm thì thào vang lên nói. Tên tiểu tử Mục Trần đó, sao lại còn quan hệ với cả Lạc Ly chứ? Dứt lời, hắn ta liền chỉ đạo hai tên bên cạnh rời đi khỏi đây. Thế nhưng, thanh âm lạnh lùng của Lạc Ly bất chợt vang lên nói, nếu đã đuổi đến đây rồi, vậy tạm thời đừng đi. Nghe vậy, đám người kia cảm thấy run sợ. Ngay lập tức, thanh âm sợ hãi nói, Lạc Vương muốn ra tay với chúng ta sao? Giải quyết các ngươi thì quá đơn giản, nhưng làm thế sẽ khiến huynh ấy giận. Vậy nên, cứ ở lại trước đã, chuyện thế này huynh ấy không thích ta nhúng tay vào. Nghe vậy, đám người kia cũng không dám làm trái, bọn họ chỉ đành ở lại. Còn Lạc Ly, giờ phút này, nhìn Mục Trần, hai mắt nàng rưng rưng. Thu lại thanh kiếm trên tay, tiến đến bên người Mục Trần, bàn tay Lạc Ly khẽ sờ lên má nam nhân mà mình yêu, trong lòng thầm tự nhủ nói. Mục Trần, cuối cùng ta cũng đợi được huynh rồi. Cũng may, huynh không quên lời ta, cũng biết phải đến Bắc Thương Linh Viện. Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, cái miệng cười rất xinh, khiến cho thác nước cũng chỉ biết làm nền cho nàng. Cảnh tượng trong phút chốc trở nên thơ mộng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đôi mắt của Mục Trần rốt cuộc mở ra, nhìn thấy Lạc Ly trước mắt, Mục Trần sắc mặt trở nên cứng đờ. Mục Trần chớp mắt, bất giác lẩm bẩm, hình như ta nhìn thấy nàng, ảo giác ư? Tay nắm hắc trường kiếm, nàng chỉ vào ngực Mục Trần, cười nói, có cần ta rút kiếm đâm thử một cái không? Nghe vậy, Mục Trần mừng rỡ, anh ấy liền giơ hai tay chạy đến ôm lấy người con gái xinh đẹp kia vào lòng. Trong giờ khắc vỡ òa bởi hạnh phúc, thanh âm Mục Trần vang lên nói, Lạc Ly, cuối cùng ta cũng gặp được muội rồi. Nghe vậy, đôi tay Lạc Ly nhẹ nhàng chuyển động, nàng ôm chặt Mục Trần, thanh âm nhẹ nhàng cất lên nói, Mục Trần, có thể gặp lại huynh, ta cũng rất vui. Giờ khắc này, bên cạnh thác nước thơ mộng, chàng trai bên cô gái, trời chiều thả ánh thái dương nhẹ nhẹ, chiếu lên thân hình, làm bóng dáng hai người tựa như một bức tranh đẹp đẽ. Cảnh tượng đó diễn ra không lâu thì ở phía xa, Sở Kỳ và Diệp Khinh Linh cũng tới. Thế vậy, Mục Trần bây giờ mới thanh tỉnh lại, nhìn cảnh tượng xung quanh, anh ấy cười nói, xem ra hai năm nay, thực lực của nàng tịnh tiến khá nhiều. Nếu huynh cũng trải qua trận chiến cuối cùng ở Linh Lộ thì bây giờ cũng có thể đạt trình độ này, đâu có nhiều chữ nếu đến thế. Thế nhưng, dù không có cơ duyên đó, ta cũng có thể từng bước leo lên. Đám người kia để dành cho ta sao? Không có biện pháp, ta không muốn ai đó oán giận. Được, vậy cũng nên giải quyết phiền phức ở đây trước đã. Dứt lời, Mục Trần cười tủm tỉm nhìn lên ba người Phụng Chính nói. Các vị, chạy theo ta vui chứ. Bây giờ các ngươi nếu có thể đỡ được một kích của ta, mọi chuyện cho qua. Nếu đỡ không nổi thì để ân ký lại, ta đang cần cấp. Bây giờ các ngươi cùng lên đi. Vậy thì xin Linh Lộ huyết họa giả tiếng tăm lừng lẫy chỉ giáo. Dứt lời, linh lực trên người ba tinh kia bạo phát. Còn Mục Trần, giờ khắc đó, hai mắt anh ấy chậm rãi nhắm lại, linh ấn cũng đồng thời ngưng tụ, dường như anh ấy chuẩn bị kết linh trận. Nhất thời, 40 linh ấn hiện ra, sau đó nó liền biến mất hóa thành một cái linh trận tỏa ra hào quang ám kim lóa mắt tràn ngập không khí. Bất chợt, từ trong linh trận, một tiếng long ngâm tượng khiếu vang vọng núi rừng, thấy thế, Phụng Chính và đồng bạn cũng không dám lưu thủ. Chỉ trong phút chốc, từ phía người Mục Trần, một con rồng phóng thẳng về phía đối thủ. Ở bên kia, ba người kia cũng đồng thời lao lên. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh người bạo phát làm nơi đây tựa như muốn nổ tung. Khi kinh khí qua đi, sắc mặt cả ba người Phụng Chính trắng bệch, khí tức suy yếu, thân hình trên không cứ thế rơi xuống. Cả ba thở hồng hộc, liếc nhau một chút, ánh mắt lóe lên, thân hình liền lui gấp, định bỏ trốn. Đáng tiếc, Lạc Ly đã chặn đường. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể làm ra biện pháp duy nhất, đó là đưa ấn ký cho Mục Trần mà thôi. Xong việc, tất cả đều rời đi, để lại Mục Trần cùng Lạc Ly ở lại. Trong đêm hôm đó, hai người ở cạnh nhau, từng cái ôm nồng ấm làm nơi đây như sáng bừng, cảnh vật xung quanh tựa như làm nền cho họ. Cứ thế, hai người trò chuyện và cùng nhau kể về những chuyện đã qua. Đến khi bình minh ló dạng, cả hai cùng nhau trở về, trên đường cũng lấy mạng không ít linh thú. Đến đây thì hết tập 31 Đại Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.